Chào cả nhà, hôm nay chia sẻ với cả nhà những cây me Thái rất là to ở trong vườn. Thì đây, những cây me Thái này được nuôi trồng ở trong những cái bầu ươm ở vườn rất là lâu rồi nha cả nhà. Nên cây đã đủ tuổi để trưởng thành và cho hoa cho trái. Và hiện tại thì trên cây rất là nhiều hoa và cũng có những cây đã có trái nè cả nhà. Mặc dù trồng trong cái chậu rất là bé luôn, nhưng mà cây nó vẫn rất là sung tốt và có thể đậu trái. Những cây này thì rất phù hợp cho những ai mà thích trồng vào chậu ha, hoặc là trồng ra vườn đều rất là tốt. Cây về trồng là cho hoa cho trái liền. Đó, cả nhà nhìn cái chậu rất là bé ha, nhưng mà cây thì phát triển rất là mạnh mẽ. Chắc ai đã từng ăn những trái me Thái to và có vị rất là ngọt thì cũng sẽ không dễ dàng quên được cái hương vị của nó ha. Một giống me mà có hương vị rất là ngọt luôn, ngọt như cục đường vậy đó. Nhưng mà me này khi mà nó còn sống thì nó chua, và khi mà nó dốt dốt thì nó chua chua ngọt ngọt. Khi nào nó hoàn toàn chín, nó chín nâu luôn á, lúc đó nó mới ngọt nè cả nhà. Thì đây cũng không có nhiều những cái cây me lớn như vậy, cũng có một số ít cây. Nên nếu ai mà nhanh tay thì có thể liên hệ với số điện thoại bên dưới để biết thông tin và giá cả để sở hữu những cái cây me đang hoa trái như vậy ha. Rồi bây giờ chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại những video kế tiếp nhé.